Một sự kiện thời trang lớn cuối năm 2023 diễn ra vào ngày 9 tháng 12 đã chính thức ra mắt với tên gọi MT Winter Fashion Show 2023. Sự kiện không chỉ là một đêm trình diễn các bộ sưu tập mới nhất dành cho mùa đông 2023, mà còn là một hành trình trải nghiệm đẳng cấp về thời trang, âm nhạc và nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam, từ đó hướng đến mục tiêu tiến ra sân chơi thời trang quốc tế. Show diễn MT Winter Fashion Show 2023 là sự kết hợp giữa MT Group với các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang lớn, cùng chung tinh thần lan tỏa nghệ thuật thời trang với những giá trị tốt đẹp. Sự kiện không chỉ là nơi quy tụ gần 700 model, dancers và MC nhí, mà còn là điểm hẹn của hàng nghìn khách mời từ khắp mọi miền đất nước. Tại MT Winter Fashion Show 2023, khán giả được trải nghiệm những bộ sưu tập mới nhất cho mùa đông 2023 từ các nhà mốt hàng đầu của làng thời trang trong nước như nhà thiết kế Cao Minh Tiến, nhà thiết kế Hà Duy, nhà thiết kế Hương Giang, nhà thiết kế Đỗ Long, nhà thiết kế Phương Hồ, nhà thiết kế Linh Phương, nhà thiết kế Trần Thanh Mẫn. Không chỉ dành riêng cho người lớn, sự kiện còn là cơ hội để khách mời, đặc biệt là các bậc phụ huynh, thưởng thức những bộ sưu tập mới nhất của các thương hiệu thời trang trẻ em nổi tiếng như 137 Kids, All Princess, Woolly House, Gen Việt Jeans và nhiều brand kids tại Việt Nam. Điều này chứng minh sự đa dạng và sáng tạo của show diễn trong thế giới thời trang. MT Winter Fashion Show là một show diễn thường niên do MT Group tổ chức. Năm nay chương trình quy tụ gần 1.000 các bạn nhỏ cũng như hơn 30 các nhãn hàng, các nhà thiết kế tham gia đồng hành cùng chương trình. Với mỗi năm chúng tôi luôn đem đến sự mới mẻ cho quý vị khán giả như địa điểm hay là sàn diễn. Và năm nay cũng như vậy, chính vì thế mà nhận được rất là nhiều sự yêu mến cũng như là sự hào hứng của tất cả các model kit tham gia chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng là MT Group luôn luôn nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả, các nhãn hàng, các đối tác cũng như là các bạn nhỏ trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên Hi tham dự Winter Fashion Show, cũng là tham dự một cái show diễn cho các bé. Thế nên là Hi đến đây với mong muốn là sẽ nâng cao chất lượng hình ảnh của thương hiệu, cũng như là muốn các bé được trải nghiệm những cái sản phẩm dịch vụ của Hi trong cái buổi show ngày hôm nay. Ở show hôm nay thì có khoảng hơn 1.000 mẹ và các bé tham dự. Thế nên là đây cũng là một cái cơ hội mà Hi được tiếp xúc trực tiếp với các mẹ và các bé, và cũng là một cái cách mà để Hi truyền thông cái hình ảnh thương hiệu cũng như sản phẩm của mình. Xin chào mọi người, mình là Ngọc Anh, đại diện thương hiệu thời trang trẻ em Little Baby. Hôm nay thì rất là vinh dự cho Little Baby khi được tham gia chương trình MT Winter Fashion Show 2023. Little Baby mong muốn mang đến những cái sản phẩm thời trang cho trẻ em với đa dạng sắc màu cũng như đa dạng về chất liệu, là sự lựa chọn hàng đầu cho các mẹ cũng như cho các bé trong mùa đông 2023. Thông qua chương trình thì mình cũng rất là gửi lời cảm ơn đến chương trình MT Fashion Show, bởi vì là đây có một cái sân chơi rất là bổ ích cho các thương hiệu cũng như cho các bé. Con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc và rất là hồi hộp khi được tham gia chương trình lớn như này ạ. Con tên là Cú Ngay Bảo Trân, năm nay con 9 tuổi. Con hiện là học sinh của trường tiểu học Phenica. Con tham gia MT Winter với vai trò MC nhí ạ. Con tên là Nguyễn Đình Ngọc, hiện tại con đang học tại trường Victoria Thăng Long. Hôm nay con tham gia MT Winter Fashion Show 2023 với vai trò là một MC nhí và là người biểu diễn thời trang cho nhà thiết kế Phương Hồ. Một điểm đặc biệt quan trọng là show diễn không chỉ mang lại niềm vui thẩm mỹ mà còn chung tay xây dựng một cộng đồng nhân văn. Một phần lợi nhuận sẽ được dành để tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, nơi trẻ em bị khiếm khuyết có điều kiện hưởng ấm áp và quan tâm. Kết thúc show diễn MT Winter Fashion Show 2023, sự đọng lại trong lòng khách mời không chỉ là một show diễn thời trang, mà là một hành trình đẳng cấp và đầy tình yêu thương.